là ngày hội thể thao của học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Lào Cai đang mang đến một không khí sôi động với những màn tranh tài sôi nổi hấp dẫn của các vận động viên ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên. Những ngày này tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, không khí của các trận đấu trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Lào Cai luôn diễn ra vô cùng sôi nổi trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Là một trong những môn thể thao truyền thống nên môn đẩy gậy thu hút rất đông vận động viên tham gia. Riêng ngày hôm nay đã có hàng chục trận đấu đối kháng của các vận động viên và họ đã thể hiện tài năng, sức khỏe và mang đến những trận đấu giằng co kịch tính cho khán giả. Đối thủ thì cũng khá mạnh nhưng mà hai trận đầu bạn ấy đã đẩy hết sức và trận thứ ba thì bạn ấy đã hết sức và em đã đẩy lại. Khi mà giành chiến thắng thì em thấy rất vui và em thấy rất tự hào. Ngoài môn đẩy gậy, trong ngày thi đấu thứ hai, 9 môn thể thao khác gồm taekwondo, cờ vua, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, đá cầu, điền kinh, bóng chuyền, bắn nỏ cũng diễn ra đầy sôi nổi. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận tranh tài đẹp mắt hấp dẫn. Thì Hội khỏe năm nay rất là tuyệt vời. Bọn em bỏ công sức ra tập luyện hàng tháng để cho giải đấu và sau những ngày nỗ lực thì bọn em đã có chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân ạ. Cảm xúc của em, của đội em rất là vui, rất là phấn chấn cho những vòng đấu tiếp theo. Bọn em có một quyết tâm sẽ cố gắng tiếp bước anh của em đi trước lấy giữ bảo vệ đương kim vô địch ạ. Thi đấu rất là khỏe mạnh và rất là nhiệt tình, các bạn rất là tốt và kể cả các anh huấn luyện viên thế rất là nhiệt tình chu đáo và tất cả mọi người, không khí rất là tuyệt vời và các cháu rất là năng động, tuyệt vời đấy. Có cái chương trình này quá là hay. Năm nay chất lượng chuyên môn của các vận động viên được nâng lên rõ rệt và khá đồng đều giữa các đơn vị, làm tăng sự cạnh tranh, tính hấp dẫn của Hội khỏe Phù Đồng lần thứ 9 ngay từ những ngày đầu tiên. Thông qua đó khẳng định sự phát triển của phong trào giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.